Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Và hôm nay Thái Học rất là vinh dự gửi đến cho cô chú anh chị một sản phẩm là xe mới 100%, và đồng thời cũng là một sản phẩm mới nhất của Toyota Việt Nam. Thì về xe này là một cái dòng xe phải gọi là quốc dân, ở một dòng xe mà hầu như nếu như mà cô chú anh chị nào đã lái xe lâu năm thì học cho rằng nghĩ rằng á, thì ít nhất cô chú anh chị sẽ cũng đã chạy qua sản phẩm này một lần rồi quý vị. Và đây là sản phẩm Vios RRS, là một sản phẩm Vios bản cao nhất. Ở vào năm 2021 thì Vios đã cho ra mắt mẫu xe Vios RRS, là mẫu xe cao cấp hơn kể cả Vios G. Thì hôm nay Thái Học xin phép mời cô chú anh chị cùng học đánh giá cái sản phẩm Vios này, xem cùng với lại chiếc cùng phân khúc với Vios phân khúc B là Honda City. Đó, thì học sinh khoe với quý vị về phần đầu xe ha. Vios đó quý vị, Honda City ở chỗ là cảm biến gốc nè. Vios về mẫu thiết kế, chưa nói về mẫu thiết kế thì đối với Honda City á, cảm biến gốc hiện tại chỉ có phân khúc B. Thì so với Honda City và Vios thì bắt đầu 2019 thì Vios đã có rồi. Còn đối với Honda City thì đến 2021 vẫn chưa có. Đó là một điểm cộng dành cho Vios ha. Còn về form dáng thiết kế thì học không dám nói thiên về xe Vios hay là xe City. Còn về đối với sản phẩm 2021 này nè, quý vị có thấy cái cụm ga lăng nó được bẻ ngược lại không? Ngày xưa thì cụm ga lăng nó đi ra phía trước ha. Còn hôm nay thì cụm ga lăng này được mở rộng ra và có thiết kế theo hình thang nè. Nó giống như là mẫu Fortuner, nhưng mà đối với RS này là được sơn đen bóng đó quý vị. Còn cái nẹp ở trên đây là nẹp tĩnh điện ha. Ở đây là đen bóng nhưng mà ở đây là tĩnh điện. Và một điều đáng nói nhất ở đây là Vios RRS sẽ trang bị cho mình là cụm đèn pha full LED. Thì lần này thì Vios của Toyota đã lắng nghe và chạy theo, nói chung là để chạy sau City. Nhưng mà hôm nay đèn của Vios cũng đã được chiêu hoang công nghệ là full LED, rất là đẹp quý vị ạ. Đối với phiên bản G cũng đã được LED. Còn phiên bản E mà số tự động thì sử dụng lại cái B-projector của sản phẩm G đợt trước. Rồi, về phần tổng quát xe Vios thì cũng không có gì thay đổi nhiều, vì đây là sản phẩm lay new đó. Nên phần đầu xe thì đã được thay đổi cũng ba đời sóc ga lăng ha. Thì tổng quát thì quý vị cũng đã thấy rồi đó. Cụm body kit này thòng ra làm cho cái phần đầu xe nó trông nó to bản hơn đó. Và đặc biệt cái đèn gầm đều, tất cả ba phiên bản đều được trang bị cho mình là công nghệ LED nha quý vị. Đó, điểm này cũng là hơn City rồi nè. City thì chỉ đối với phiên bản RS mới có thôi, còn phiên bản thấp hơn thì sẽ không có. Còn đối với Vios thì tất cả các phiên bản đều có cái đèn LED. Nói chung cái này là một điểm nhỏ thôi, thì học mà làm bên Toyota mà, nên là có cái gì hơn học khoe nói rõ ràng với quý vị luôn. Còn về cụm la răng này thì cũng chỉ là một cụm la răng sơn đơn sắc màu đen cho có phần thể thao, và đồng thời cũng chỉ là R15 thôi. Nếu như mà học nãy nha, chiếc xe này lên luôn cái mâm R16 nó sẽ đẹp, nó sẽ so sánh về nét đẹp, nó sẽ đồng thanh đồng thủ giống như City đó. Còn nhìn phần hông về chiếc Vios mà đi cái mâm 15 này thì trông nó không có vẻ lịch lãm bằng chiếc City thật đó quý vị đó. Thì cái nào thấp hơn thì mình nói cho rồi. Nhưng mà đối với những cái mâm lớp mà nó nhỏ như vậy thì quý vị biết rằng là khi mà cái mâm nó nhỏ thì cái khoảng bánh này nó cao rồi. Khoảng bánh này cao thì nó sẽ giảm đi được độ ồn, giảm đi được độ ồn nha quý vị. Và độ ăn mòn của vỏ sẽ thấp hơn. Tuy nhiên thì giảm được độ ồn, nhưng mà về độ bám đường và giờ giảm tốc thì sẽ không bằng cái vỏ mỏng hơn. Đó, thì có cái này thì mình sẽ mắc cái kia. Nhưng mà học nghĩ những cái phân khúc mà B nên nè, nên đi cái vỏ phải dày như vậy là nó đỡ ồn. Chứ còn mình đi vỏ mỏng quá nó ồn, rất là ồn, đi đường xa rất là khó chịu quý vị. Đó, so về phân khúc B ha. Còn về bộ body kit
thì cũng có hai màu nè, màu đen hòa với lại màu trắng. Và phiên bản Vios RS này á, nếu mà quý vị chọn màu trắng ngọc trai thì sẽ cái giá thành nó sẽ cao hơn tất cả các phiên bản thường. Đó, tổng thuế là khoảng 8.8 triệu nha quý vị. Đó. Ở đây có cái logo Wamper. Đây. Tay nắm cửa lần này không còn mạ rơm nữa mà là sơn đen quý vị ạ. Sơn đen ha. Có nút bấm. Thì không biết đúng ra thì cái clip này học chỉ quay được phần ngoài thôi. Hôm nay là 5 giờ rồi thì chiếc xe này đã được lóc lại, không biết sao được mở cửa, chắc là số học may mắn. Thì còn về phần nội thất á quý vị, về phần nội thất thì chiếc này Vios đã cho ra mắt mẫu xe Vios phân khúc B, không còn là một mẫu xe của phải gọi là dịch vụ nữa. Thì học cho rằng vô lăng bọc da nè, chỉ đỏ nè, thì có xu hướng thể thao, nó đúng như cái tên RS luôn. Và thứ hai nữa là có lại chuyển số thông minh nha quý vị. Nhưng đối với lại chuyển số thông minh của Vios đợt này thì Vios sẽ có phần nổi trội hơn CT thì chỉ giả lập 7 cấp, CVT hộp số CVT ha của Toyota Vios giả lập được 10 cấp. Đó, có phần nếu mà cấp càng nhiều thì chúng ta linh động hơn trong những cái quãng đường mà khó khăn, những quãng đường mà dốc đèo, hoặc là chúng ta tăng tốc đó, lấy chuyển số thông minh, đặc biệt là 10 cấp nha các bạn. Xe thì chắc chắn có cruise control rồi, bản G đã có rồi. Đó, hệ thống điều hòa thì là tự động. Đó. Khởi động thông minh ha. Thì hôm nay học không có chìa khóa để khóa xe này mà để mà nổ máy cho các bạn coi. Tại vì vì động cơ và hộp số thì nó vẫn như là những cái sản phẩm cũ, nó không có thay đổi, nó chỉ là sản phẩm line new thôi. Đó, hệ thống lạnh thì là hệ thống lạnh tự động. Rồi học sinh khoe với quý vị thêm một cái ngoài những cái chi tiết bọc da, và Toyota Vios luôn khẳng định cho mình luôn một cái logo RS GR ở trên cái ghế luôn. Còn đối với phần lưng thì chỉ là bọc nỉ thôi vậy. Bọc nỉ ha. Nhưng mà ghế da thì có chỉ đỏ nè. Sự thay đổi cũng xứng đáng. Vì chiếc xe này mà nội thất màu kem thì nó rất là kỳ, nên là cũng phải làm lại cho nó RS nha mọi người. Vì cái tông màu xe này đều là phối màu vàng, đen, trắng đen, đỏ đen. Đó. Đây là mà xe này màu trắng cao may. Xe này có thêm đuôi cá nữa vậy. Phần đèn không thay đổi. Có thêm phần body kit. Đó. Body kit phía sau. Xe có cảm biến gốc. Đây là quý vị, có một điều đặc biệt mà hồi nãy học quay vào nội thất và học quên. Đối với Vios thì tất cả các phiên bản hiện tại đều sử dụng phanh đĩa cho thắng sau. Ở cái phanh ở phía sau đều là sử dụng phanh đĩa. Đối với sản phẩm Honda City chỉ sử dụng hai phanh đĩa trước thôi. Tất cả các sản phẩm đều là tăng chống, kể cả sản phẩm RS. Đây là một điểm cộng dành cho Vios nha quý vị. Thì thường học cũng thấy là ở trên group thì cũng có nhiều fan của City thì cho rằng là muốn mới mua City, ngang giá thì làm sao mà so sánh được. Thì học nghĩ là ngày xưa mà cô chú anh chị nào đứng tuổi thì sẽ sử dụng Vios, còn thấp hơn thì sẽ sử dụng City. Nhưng mà qua 2021 rồi, Vios cũng muốn mình dành cho những quý khách hàng trẻ tuổi giống như là học. Đây là sản phẩm khẳng định lại RS bản thể thao của Toyota Vios. Hiện tại thì giá là 630 triệu. Đối với phiên bản mà màu trắng ngọc trai là 638 triệu. Đồng thời ở tất cả các phiên bản hiện tại bên học đang hỗ trợ cho quý vị 1 năm bảo hiểm vật chất. Nhớ nha quý vị, quý vị nào đang có xe cũ đổi Vios xe mới, hãy liên hệ cho học để học tư vấn cho quý vị một cái gói phải gọi là cực kỳ ưu đãi và cực kỳ tuyệt vời. Đó, một cái gói giảm xe mới, nâng giá xe cũ của cô chú anh chị lên để cho cô chú anh chị dễ thay đổi. Và một lần nữa thấy học xin phép mời cô chú đi một vòng xe. Đó là men ra xa tí ha, ra xa để lấy cái form Vios.
rất là thể thao nha quý vị. Khi mà có thể là những cái clip mà lướt nước qua đối với những sản phẩm cũ, ví dụ như chiếc xe này là chiếc xe cũ và chúng ta che đi một cái logo, chúng ta không khẳng định được cái, nếu mà chúng ta xem trên một cái màn hình nhỏ không có khẳng định được kích thước của xe, thì Học nghĩ đây là một cái sản phẩm lắc sệt đâu quý vị. Thì có thấy không đó. Dạ vâng, một lần nữa thì Học xin phép cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Quý vị nào xem clip của Học nhớ đăng ký bên góc phải màn hình để cùng Học theo dõi những sản phẩm xe cũ và những sản phẩm xe mới của dòng xe Toyota. Mong cô chú anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ cho Học để Học tư vấn cho quý vị về quy trình đổi xe hoặc là mua xe mới nha quý vị. Xin chào và xin hẹn gặp lại.